Trang Silla đưa tin, mẹ của Phùng Thượng Phong đánh giá thấp Triệu Đại Dĩnh vì cô tuy thoát ly khỏi thôn quê từ lâu nhưng vẫn giữ thói quen của người dân nông thôn, ví dụ như sinh hoạt lộ thuộm, ăn uống không lịch thiệp. Thêm vào đó, Triệu Đại Dĩnh yêu công việc, vừa sinh con xong đã hào hức trở lại làm phim. Mẹ Thiệu Phong lại là một người phụ nữ truyền thống nên yêu cầu con dâu phải ở nhà chăm sóc chồng con và sớm sinh con thứ hai. Điều này mâu thuẫn gay gắt với quan điểm của Triệu Đại Dĩnh. Do đó, căng thẳng giữa mẹ chồng con dâu leo thang. Ngoài ra, mẹ của Phùng Thượng Phong luôn cho rằng Triệu Đại Dĩnh kết hôn với con trai bà là vì điều kiện gia đình anh tốt, chứ không đơn thuần vì tình yêu. Thời điểm Phùng Thượng Phong, Lệ Dĩnh yêu nhau, mẹ của tài tử khi biết chuyện cũng từng gay gắt phản đối. Bà cho rằng Triệu Đại Dĩnh quê mùa, xuất xứ nông thôn, trình độ học vấn thấp, không xứng đáng với con trai của bà. Tuy nhiên sau đó, Lệ Dĩnh mang bầu, nhà họ Phùng đành chấp nhận để con làm đám cưới. Theo một nguồn tin, đối mặt với mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, Phùng Thượng Phong không có cách giải quyết hợp lý. Anh liên tục nghe lời mẹ khiến Triệu Đại Dĩnh cảm thấy không vui. Phùng Thượng Phong là con trai của một gia đình giàu có ngành dệt may, khối tài sản ước tính hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Điều kiện gia đình khá giả nên Phùng Thượng Phong được tạo điều kiện sống tốt từ nhỏ. Khi học đại học, anh không phải sống trong ký túc xá của trường vì gia đình mua cho anh một căn hộ tại học khu ngay cạnh nhà trường. Đây là lý do khiến nhiều đồng môn dù học cùng trường với Thiệu Phong nhưng không biết anh. Trước ồn ào bị mẹ chồng ghét bỏ nên mới ly hôn, Triệu Đại Dĩnh không hồi đáp. Chiều ngày 30 tháng 4, cô xuất hiện trên phim trường Girl Freeze tại Bắc Kinh. Theo Sina, diễn viên tham gia ghi hình mùa thứ 7 của show. Lệ Dĩnh để tóc xõa, mặc váy ngắn, nhan sắc đẹp nổi trội. Gương mặt của cô rạng rỡ, biểu hiện chuyên nghiệp, không có chút vấn đề của sự muộn phiền sau khi chia tay chồng. Ồn ào về đời tư của hai diễn viên Triệu Đại Dĩnh, Phùng Thiệu Phong diễn ra sau khi cặp đôi công bố ly hôn vào ngày 23 tháng 4. Cặp sao đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2018 sau khi phải lòng nhau trên phim trường Tây Du Ký. Hồi tháng 3 năm 2019, Triệu Đại Dĩnh sinh con trai đầu lòng. Tin đồn cặp đôi trục trặc từ nhiều lần rộ lên trong showbiz. Tuy nhiên, hai người không xác nhận. Đầu năm nay, vợ chồng Triệu Đại Dĩnh vẫn đến phim trường thăm nhau và cùng đi Hải Nam du lịch. Hiện nguyên nhân chia tay chưa được hé lộ.